em bước xa mãi nơi đâu để anh đi. Anh đã thao thức suốt bao ngày qua đêm dài. Khi thấy tim nhói đâu là đã biết chia ly. Một lời nói trái đang xé nát trái tim trong tiếng yêu em. Người yêu ơi, gửi lời gió mưa. Ngày em đến một ngày nắng trưa. Ngày em đi một ngày gió mưa. Buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có khó. Rồi mai mốt từng còn nhớ mong. Dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Hạnh phúc mong mai. Người yêu ơi, gửi lời gió. Gió mưa buồn hoen đôi mắt. Rồi lời hứa hẹn thề có khó. Rồi mai mốt tình còn nhớ mong. Dù hạnh phúc còn lại bao giờ. Cá đi đâu hả? Ở lại đây chơi. Trời ơi, sao mấy anh ra tay mạnh quá vậy? Cứ yên tâm đi, không có chết đâu. Rút rồi anh. Anh tỉnh rồi hả? Cô là ai vậy? Tôi đang ở đâu đây? Anh uống miếng nước đi. Anh nằm mê man từ tối hôm qua đến giờ. Thấy anh tỉnh lại, em mừng quá. Anh uống đi. Em tên là Thùy Hương. Còn nơi đây là trung tâm nhân đạo Thánh Tâm. Anh bị kẻ xấu đánh bất tỉnh, nằm mê man ngoài đường á. Tối hôm qua tôi say quá, tôi không nhớ gì hết. Cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều lắm. Đâu có gì đâu anh. Ở đây còn rất nhiều người nữa, chứ đâu phải chỉ riêng một mình em. Anh uống nước xong nằm nghỉ một tí nha.
Cậu ấy tỉnh hẳn chưa con? Dạ chưa. Con cũng định hỏi ảnh mấy điều mà thấy ảnh còn mệt quá nên thôi. Không biết cậu ấy tên gì, người ở đâu, nhưng mà nhìn á thì mình biết là người tốt đó con. Người tốt hay xấu, không lẽ chỉ nhìn mặt thôi mà biết được sao vậy? Ừ, thì trong mặt bắt hình dong đó mà. Dạ. Dạ xin hỏi phải Vietcombank đó không ạ? À? Dạ. Dạ tôi bị mất thẻ, số tài khoản thẻ của tôi là 4791-3865-3030 9006. Dạ tôi cần rút tiền. À, dạ dạ. Tôi phải mang theo chứng minh nhân dân. Dạ cảm ơn, tôi hiểu rồi. Anh đã khỏe chưa? Anh uống nước đi. Cảm ơn nhiều lắm. Ở đây mọi người ai cũng tốt với tôi hết. Không có nói chuyện ơn nghĩa ở đây. Cháu ngồi xuống đi. Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Dạ con tên Minh Tâm. Dạ hiện tại nhớ được có nhiêu đó à? Ủa vậy là nhiều lắm rồi. Phải không? Vậy là nhiều quá rồi. Bây giờ á, cứ yên tâm. Ở đây tịnh dưỡng, không có được quyền suy nghĩ gì hết trơn á trời. Ok. Dạ cảm ơn bác. Đây nè, bác cử Hương ở đây ứng trực 24/24, thấy không? Để lo cho con. Nếu có chuyện gì không hài lòng, con cứ quyền phản hồi lên bác, bác sẽ xử lý. Ok. Dạ ok. Vậy đi. Nhiệm vụ của bác Hai Giao á nặng nề quá, không biết con có kham nổi không. Cố lên, cố lên, cố lên. Nè, hồi nào tới giờ chưa bao giờ gặp một chàng trai đẹp trai hào hoa phong nhã như thế này, cho nên còn khớp phải không bác Hai này? Thôi bác Hai đi để không làm phiền hai đứa. Ok. Bác Hai vui tính quá ha. Dạ, bác Hai tốt lắm. Alo. Dạ, cho hỏi có phải nhà của anh Minh Tâm không ạ? Đúng rồi. Dạ, tôi gọi từ khách sạn Cửu Long tại Vĩnh Long ạ. Anh Minh Tâm đã đặt phòng ở khách sạn chúng tôi đã gần 10 ngày nay. Nhưng mà không thấy anh ấy quay trở lại đây à? Anh ấy còn để giấy tờ nhà xe ô tô của anh ấy ở đây à?
À, xin lỗi. Xin lỗi, chị có thể cho biết tên, cái tên khách sạn và địa chỉ được không vậy? Dạ, khách sạn Cửu Long, đường 1 tháng 5, phường 1, thành phố Vĩnh Long anh à. Cảm ơn chị, tôi sẽ đến. Ủa, có ai gọi điện hỏi Minh Tâm hả? Có tin gì mới không con? Dạ không có mẹ, chỉ là bạn bè cũ của anh Minh Tâm gọi điện hỏi thăm thôi. À, vậy à? À mẹ, lát nữa mẹ gặp ông nội á, nói là con xin nghỉ một ngày nha. À, con có việc gấp ở ngoài. Ừ. Chào mẹ. Ủa, nè, con cặp táp nè con. Thôi khỏi mẹ ơi. Vậy thì con đi đâu? Cả tuần nay á, tụi em lo cho anh quá trời à. Em mới gọi về nhà anh á. Có gặp ai không cô? Dạ có, nhưng mà họ nói anh cũng không gọi về nhà. Chắc có lẽ là họ xuống đây tìm anh. À vậy à. Tôi xin lỗi, tôi có chuyện đột xuất cho nên tôi không có báo về được. Bây giờ làm phiền cô, tôi có thể mượn lại chứng minh nhân dân được không? Dạ, nhưng nguyên tắc của khách sạn á là phải giữ với chứng minh của khách anh à. Dạ tôi biết, tôi vẫn còn gửi chiếc xe hơi ở đây nè. Dạ nhưng... Nói thiệt là tôi bị mất hết giấy tờ, thẻ ngân hàng cũng mất luôn, cho nên tôi cần giấy chứng minh nhân dân để ra ngân hàng rút tiền. Dạ, vậy được, anh chờ em chút xíu ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Sao buồn vậy con? Lâu quá bà kia nhớ ba. Ừ, nội cũng nhớ ba con nữa. Chắc là ba con nhiều khi ba bận công tác gấp đó, rồi cái xong ba đi ba không có kịp nói với bà cháu mình hen. Để con nhớ bà không? Dạ nhớ. Mà nội cũng nhớ ba con nữa. Anh Minh Tâm đâu? Dạ anh Minh Tâm mới vừa trở phòng ra ngoài anh à. Vậy chừng nào anh trở lại? Dạ em cũng không biết nữa. Trả phòng luôn rồi hả? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chào anh. Thank you.
Em để xe lại đi, anh đưa em về. Xe anh kìa. Anh mới nhớ là anh để xe ở khách sạn, hồi chiều anh có quay lại lấy. Vậy là anh nhớ lại được tất cả rồi hả? Cũng nhớ một vài thứ thôi à. Lên xe đi. Chở mẹ Thùy Hương đi hát đó nha. Ủa xe hơi này của ai mà đẹp vậy ta? Thì xe của chú đẹp trai chứ còn của ai nữa. Vậy mà cũng không biết. Cái con không được phá xe đó nha. Mẹ ơi, có phải chiếc xe này là của chú, chú gì phải không? Ừ, đúng rồi, của chú Minh Tâm. Có phải chú Minh Tâm mua chiếc xe hơi này để chở mẹ đi hát phải không? Không phải. Xe này của chú để đi làm việc đó. Đến giờ vô lớp rồi, các con vô lớp học đi. Dạ. Xin chào thám tử tài ba của tôi. À, anh Minh Hùng, có gì không anh? À, anh cố gắng theo dõi anh Minh Tâm giùm tôi nha. Có gì báo cho tôi biết liền. Ok, anh yên tâm. Cảm ơn anh nha. Ờ, tôi mời hai người lên đây để chúng ta thống nhất chọn người thay thế cho Minh Tâm. Dạ. Dạ thưa ba. Ý của con á
là ở khoa ngoại hiện nay có 3 người có khả năng thay thế Minh Tâm. Thanh Trang, Trần Hào với Lê Minh Hùng. Thanh Trang thì là nữ, tính tình không có quyết đoán, do đó khó có khả năng đảm nhận công việc. Còn Minh Hùng thì có năng lực, nhưng bà thấy đó, tính tình nó còn sốc nổi quá. Đưa Minh Hùng lên trong lúc này con thấy chưa có chín lắm bà, nhất là về công tác quản lý. Chú Tuấn à, dạ. Ý chú thế nào? Dạ, thưa với giám đốc, dạ tôi thấy ý của anh Vũ dạ xác đáng. Dạ thưa là như thế này, giao cái việc mà quản lý cho Minh Hùng ngay bây giờ, tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều ý kiến của các anh em khác ở trong khoa và ngay cả trong bệnh viện nữa. Dạ. Ý của tôi là đưa Minh Hùng lên thay thế Minh Tâm, nhưng trước mắt sẽ là quyền trưởng khoa. Mấy người cũng biết rồi đó, Minh Hùng vừa đi tu nghiệp lấy bằng tiến sĩ nước ngoài về, lại đang là phó trưởng khoa nữa. Tôi đồng ý là Thanh Trang khó đảm đương chức vụ này, dù là bác sĩ chuyên môn và y đức vẹn toàn. Còn Trần Hào không được, tôi nghe đồn về tánh tình và các mối quan hệ làm ăn của cậu ta. Giả lại trưởng khoa ngoại là bộ mặt của bệnh viện, cần phải có người bằng cấp học vị cao. Dạ. Yeah. Từ lúc anh đi học ở Mỹ, em ở nhà có yêu ai khác không? Nói thật cho anh biết đi, anh không có ghen đâu. Với câu hỏi này, thí sinh xin được phép đổi câu hỏi. Không được. Trong một ngày, em có ý định bỏ anh đến mấy lần? Hôm nay anh bị sao vậy? Toàn hỏi chuyện tào lao không à? Anh nói nghiêm túc đi. Không biết giờ này anh Minh Tâm đang ở đâu. Sao đang nói chuyện với anh Minh Hùng mà lại nhớ anh Minh Tâm? Em nhớ ảnh thì sao? Em đâu phải người vô tâm vô tình như anh đâu. Ông cụ đã quyết định rồi, không thể bàn lùi được đâu. Thiệt tình, nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi ông. Nếu mà cho thằng Minh Hùng á leo lên cao nữa, thì tôi nói với ông á, nó sẽ cho ông với tôi về nhà đuổi gà cho vợ. Cái này tôi không đồng ý với ông nè. Bây giờ tôi nghĩ trong chuyện này ông cụ là một người cao tay ấn. Cái thứ nhất, ông muốn giữ chân người tài. Bây giờ ông biết rồi, tất cả các bệnh viện lớn trong thành phố bây giờ đang trải thảm đỏ, sẵn sàng rước Minh Hùng về bằng mọi giá. Còn cái thứ hai nữa đó, là ông cụ muốn thử tài năng, thử tánh tình của thằng Minh Hùng, coi nó chí thú làm ăn hay không. Lúc đó, Minh Hùng và Minh Tâm sẽ là một cặp đại trung. Còn cái thứ ba nữa,
ông cũng dư biết rồi. Câu giờ chờ Minh Tâm về vậy thôi. Nhưng mà tôi nói với ông, giả sử Minh Tâm nó không về, ờ, hoặc là nó về nhưng không có làm ở bệnh viện, ờ, à, thì tôi dám cái với ông là ông cụ sẽ giao cái bệnh viện này cho thằng Minh Hùng. Ờ, ờ. Tôi đang suy nghĩ về phương án liên doanh bệnh viện của mình với Mỹ. À, cái này tôi hoàn toàn đồng ý với ông nè. Nhưng mà tôi nghĩ thế này, ngay bây giờ nếu tôi với ông mà có hợp sức lại nữa thì cũng không thể nào xoay chuyển được tình hình, trừ phi mình thuyết phục được ông cụ, đúng không? Cũng giống như trường hợp của bà xã tôi thôi. Tất cả mọi cái chuyện quyết định về cổ phiếu của bệnh viện là do bà hết á. Tôi không có si dê vậy, tôi không có dính dáng được cái gì hết trơn cái trời. Mà bà lại tin ông cụ hoàn toàn chết chứ. À, tôi nói với ông nha, cái chuyện mà hợp tác bệnh viện mình với Mỹ á là chỉ có tôi với ông biết thôi nha. Trời à, bể ra hai mình muối mặt lắm á nha. Ông mà cũng biết sợ. Gì? Ông á. Sao? Ông mà cũng biết sợ. Ừ, biết sợ mới sống lâu chứ. Bây giờ tôi muốn biết ý kiến của Phó trưởng khoa Thanh Trang. Theo tôi, phương pháp chụp các lớp CT scan của bác sĩ Trần Hào đề xuất không thể nói hội chẩn thiếu chính xác nếu so với đề xuất chụp cộng hưởng từ của bác sĩ Minh Hùng. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không mời anh lên nhà chơi sao? Hay là mình ra bờ kè ăn lẩu đi. Chiều về em cũng chưa ăn gì đúng không? Em không thấy đói, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Anh về đi. Ok, đuổi thì anh về. Tối nay ngủ đừng có nằm chiêm bao thế anh nghe.
hoa này như những bó hoa mà hàng ngày anh mang tặng em, xuất phát từ tấm lòng của anh. Anh rất cảm ơn nữ đồng nghiệp Thanh Trang trong cuộc họp chiều nay đã đứng về phía anh, làm cho anh có niềm tin chân lý sẽ chiến thắng và những kẻ kiêu căng rồi sẽ gục ngã. Anh có điều này anh muốn nói cho Thanh Trang nghe, nhưng không biết có nên nói không nè. Anh cứ nói đi. Anh nói em không giận anh nha. Em không giận những chuyện không có căn cứ. Càng ngày Thanh Trang càng đẹp lộng lẫy, đẹp rạng ngời, đẹp kiêu sa như là hàng nga tắm suối vậy. Mấy bà sòng sòng ở cơ quan mình ghen tị với em lắm. Chị tặng riêng em, chúc em mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Ngày hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua, nhưng thua ngày hôm mai tí xíu. Chào em, anh về. Chào anh à. Anh về. Chuyện gì hả? Em có chuyện gì khó nói phải không? Nói với anh đi, có chuyện gì nè? Em thấy ngại quá. Thật ra thì hàng ngày em đi hát bằng xe đạp, mấy hôm nay được anh đưa đón bằng xe hơi, em thấy không tiện. Anh tưởng chuyện gì, chứ thật ra anh cũng muốn đưa em đi hát bằng xe đạp lắm. Chờ anh chút xíu nha. Hôm nay anh sẽ làm xe đạp hôm. Rồi, mời tiểu thơ. Nhưng mà em nói trước, em chỉ ngồi đằng sau thôi, chứ không có ôm đâu nha. Không ôm nhưng cũng phải vịn đuổi té hay sao? Chắc chưa? Dạ rồi. 1, 2, 3. Yeah.
với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh với ca khúc Xóa Tên Người Tình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Hương. Công ty chúng tôi á rất vui mừng khi biết hai anh đồng ý. Chúng tôi hy vọng liên danh chúng ta sẽ sớm đi vào hoạt động. Và tương lai gần, bệnh viện FV sẽ là một thương hiệu hàng đầu khu vực và quốc tế. Thưa ông, về nguyên tắc thì hai chúng tôi đồng ý. Nhưng mà chúng tôi chỉ xin ông là hãy cho chúng tôi thêm thời gian để thu xếp thêm một ít chuyện nội bộ. Tôi cũng muốn trình bày với anh là cổ phần hai chúng tôi gộp lại chỉ khoảng 50% mà thôi. Điều đó chưa thể nào có một cái tỷ lệ áp đảo nếu đưa chuyện liên doanh ra họp ở hội đồng quản trị. Hai anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có cách tư vấn để hai anh hoàn tất nhanh dự án. Chỉ cần một trong những cổ đông khác nhỏ hơn đứng về phía hai anh, dự án chúng ta coi như đã thành công. Có lẽ là mình phải móc nối thêm Minh Tâm hoặc là Minh Hùng nữa thì có thể đủ số được. Tâm thì không được rồi, còn Minh Hùng cũng cứ tính làm sao. Thôi đây đi tính. Xin lỗi.
Nè, mang cặp vô con. Đây, giỏi quá. Ra đây coi, quay mặt qua đây. Thôi mà đừng có bí xị vậy nữa mà. Bữa nay á, chú Minh Hùng sẽ đưa con đi học nha. Hiểu nhưng không? Mà mấy hôm nay ba đi đâu mà bây giờ cũng chưa về. Ừ thì ba con bận công tác xa, rồi con vợ con ráng con học giỏi đi. Rồi cái xong cái ba con về cái nội nói ba thưởng cho con. Hiểu không? Thôi, con chịu đâu, ba con cười lắm. Đi rồi không gọi điện về, con giận ba luôn, con bao xì ba luôn. Thôi ngoan đi con. Con trai thì không được giận dai chứ. Thôi tôi tỉnh lên. Bây giờ để chú chở con đi ăn sáng, ăn cháo gà nha. Hiểu không? Ừ, giờ giỏi đi học đi con ngoan. Chào ba nói con đi học. Chào mẹ. Ừ. Bệnh nhân nào? Dạ sáng phụ hồi chiều quá ạ.